không có cái đạo lý này đại đức xưa đã từng làm tấm gương cho chúng ta xem triều tống pháp sư oánh kha ở trong vãng sanh truyện có nói đến ngài ở trong tịnh độ thánh hiền lục cũng có nói đến ngài ở trong an sĩ toàn thư tây quy trực chỉ cũng có ghi chép về ngài đây là một người xuất gia không giữ thanh quy vi phạm giới luật ông cũng được xem là không hộ độ được xem là người giác ngộ ông tự mình trong tâm suy nghĩ hành vi cả đời của mình tương lai quả báo nhất định là ở địa ngục điều này bản thân ông biết chắc chắn ở địa ngục ông thỉnh giáo các đồng tham đạo hữu có cách gì có thể cứu ông không các đồng học liền đưa cho ông quyển giảng sanh truyện sau khi ông xem xong vô cùng cảm động thế là đóng cửa lại niệm a di đà phật niệm ba ngày ba đêm không ăn gì cả cũng không uống nước cũng không ngủ nghỉ ba ngày ba đêm dốc sức nhìn chung ông thành tâm cho nên thành tắc linh Niệm thấy A-di-đà Phật rồi A-di-đà Phật nói với ông Tuổi thọ của con vẫn còn 10 năm Con cố gắng tu hành Sau 10 năm nữa ta trở lại tiếp dẫn con Pháp Sư Oánh Kha nói với A-di-đà Phật là Ông nói tộc khí ác của con rất nặng Không ngăn được cám dỗ Bên ngoài vừa dụ dỗ Con lại tạo tội nghiệp Ở trong 10 năm này Con không biết lại tạo bao nhiêu tội nghiệp nữa Thọ mạng 10 năm này Con không cần nữa Con hiện tại muốn đi với Ngài Sự khấn cầu này của ông Được A-di-đà Phật đồng ý Nhận lời ông Nói với ông Sau ba ngày nữa ta đến tiếp dẫn con có được không Pháp sư Quán Kha nói Dạ được Ông vô cùng hoan hỷ Ông mở cửa liêu phòng ra Nói cho đại chúng biết Ba ngày sau ông sẽ giảng sanh Ở trong chùa không có người nào tin ông Một người mà ác nào cũng dám làm đóng cửa ba ngày biết ông ở trong đó làm cái gì chứ giờ đi ra nói sau ba ngày ông phải giảng sanh được rồi đằng nào thời gian ba ngày cũng không dài mọi người sẽ chờ xem ông chờ xem ba ngày nữa ông có giảng sanh hay không đến ngày thứ ba quả nhiên ông đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ Đi mời đồng tham đạo hữu trong đạo trà Giúp ông niệm Phật để tiễn đưa ông đi Đương nhiên mọi người đều rất quan nghĩ Một người thật sự có thể giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Bạn xem ông cũng không bị bệnh Người bình thường như vậy Niệm một khoảng thời gian chưa đầy 15 phút Thời gian 15 phút là rất ngắn Ông liền nói với mọi người a di đà Phật đến rồi Tôi bây giờ phải đi rồi Xin từ biệt với mọi người Liền ngồi ở đó mà ra đi Đã chứng thực Lời mà trong Kinh Di Đà nói Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, đến bảy ngày Thật không hề sai Bạn ở niệm Phật đường. Đã niệm lâu như vậy mà chưa thấy A Di Đà Phật đến là tâm của bạn chưa thành. Tại vì sao người ta niệm 3 ngày thì đã thấy A Di Đà Phật rồi, các bạn thì niệm đã lâu như vậy mà tin tức hay tín hiệu của A Di Đà Phật cũng không có? Nguyên nhân do đâu? Tự mình phải nên biết. ông giảng sanh thế giới tây phương cực lạ chính là đi làm phật rồi cái vị thử nghĩ từ địa vị phàm phu bỗng chốc nâng lên đến cảnh giới của phật bồ tát đây là điển hình rất tốt tấm gương rất tốt của chúng ta tôi tin lịch đại những người giống Pháp Sư Oánh Kha như vậy Thật sự quay đầu Triệt để quay đầu Sửa chữa lỗi lầm Từ một người ác Trở thành một người tối thiện Đây là chân thật quay đầu Trong khóa một niệm Người giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc như vậy từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người Chỉ là không có người ghi chép lại Họ cũng không nói cho người khác biết Người niệm Phật giảng sanh không biết có bao nhiêu người Giảng sanh truyện tịnh độ thánh hiền lục Có thể ghi lại là số ít Chỉ là một phần mười một phần trăm mà thôi cái sự thật này chúng ta phải biết chúng ta còn có gì sợ sệt còn có gì sợ hãi sống cuộc sống như thế nào vậy hãy cứ thật thà niệm phật mà sống cái thân thể này của chúng ta còn lưu ở thế gian này tạm thời vẫn chưa đi thì phải thay a di đà phật làm công việc tuyên dương nhiều thêm vì tất cả chúng sanh làm tấm gương nhiều thêm vậy là đúng rồi giúp a di đà phật tiếp dẫn đại chúng khuyên tất cả chúng sanh niệm phật cầu sanh tịnh độ nhất định phải sửa chữa lỗi lầm hôm qua nói với các vị rồi cái chú giải này vừa mà hứa đầu Ngài nói rất hay Nghe nhược điểm của người khác Như nghe tên của cha mẹ mình Tai có thể nghe nhưng miệng thì không nên nói Các bạn nghe lại băng ghi hình hôm qua một chút Hôm qua tôi giảng rất rõ ràng Mấy câu nói này hiện nay Giảng nói với mọi người Các gì có thể không có ấn tượng vào thời xưa mấy câu nói này là rất nghiêm trọng cái thời đại này của chúng ta có xảy ra tai nạn lớn như vậy nó thật ra là do không có tiếp nhận lời dạy của thánh hiền tất cả tùy thuận theo tập khí của mình mà sống thì đâu có đạo lý nào không tạo nghiệp Tạo tội nghiệp cực nghiêm trọng Vẫn cho rằng là việc tốt Không biết bản thân có sai lầm Không những học Phật Còn làm trái ngược lại lời dạy của Phật Bồ Tát Mà thiện pháp thế gian Cũng đã chẳng biết gì cả Đem tất cả ác pháp xem là thiện pháp Đem tất cả ác niệm ta niệm xem là chánh niệm Cho nên chiêu cảm tai nạn lớn Chúng ta ngày nay phải triệt để sám hối Để bản thân chúng ta Một đời sống ở trong thế giới cảm ơn hạnh phúc mỹ mãn thật sự làm thế nào mới có thể làm được vậy tai không nghe tiếng ác mắt không nhìn việc ác bạn mới có thể giữ vững tâm thanh tịnh của mình Nhưng mà thế gian rất nhiều người, người học Phật cũng không tránh khỏi. Ở trong đây còn bao gồm người xuất gia, chuyên đi nghe hạnh ác diệt ác của người khác. Từ sáng đến tối gặp người là tạo chuyện thị phi. Tạo tội nghiệp cực trọng mà họ không biết. Việc của người khác thì có liên quan gì với ta chứ Nghe còn không nên nghe Cũng có một số đồng tu Nói với tôi Pháp Sư à Có người nào đó phao tin về Thầy Họ nghe người ta đặt điều Còn đi ghi âm Đem cái băng ghi âm đó lại Tặng cho tôi Tôi xưa nay đều không nghe. Những tin viết ra giấy thì hoàn toàn không xem, tôi đều đem nó cho vào sọt rác xử lý hết. Vì sao vậy? Tôi muốn gìn giữ một cái ấn tượng đẹp nhất. Ở trong mắt mọi người đều là người tốt mọi người đều là người thiện mọi người đối với ta đều có ân đức họ mặc dù có những lời phỉ báng đặt điều thị phi đó là sự hiểu lầm của họ hoặc giả là họ nghe tin theo lời đồn nhảm của người khác không phải chủ ý của họ thì việc gì phải để ở trong tâm chứ việc gì khiến trong tâm thanh tịnh của mình phải nhiễm một điểm dơ bẩn chứ vấn đề đến từ bên ngoài bạn tiếp nhận hay không không tiếp nhận thì bạn dính viễn gìn giữ được tâm thanh tịnh bạn tiếp nhận thì mới bị ô nhiễm bạn không tiếp nhận tuyệt đối sẽ không bị ô nhiễm chúng ta việc gì phải làm những việc này Người phải hiểu được một nguyên tắc lớn Làm thiện với người Ở trên kinh Phật nói càng rõ ràng hơn Càng thấu triệt hơn Tất cả chúng sanh Đều là cha mẹ trong quá khứ của ta Là chư Phật dĩ lai Đã là cha mẹ trong quá khứ Chúng ta phải dùng tâm hiếu kính để đối đãi tâm hiếu thuận đã là chư phật vị lai thì chúng ta phải dùng tâm cung kính để đối đãi đây chẳng phải đã nói rất rõ ràng rất minh bạch rồi sao dùng hiếu thuận cung kính để đối đãi với tất cả chúng sanh thành tựu thiện nghiệp của mình thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình chúng ta như vậy mới là chân thật học phật đây mới là chân thật quay đầu việc lợi hại với chính mình nhất thiết không quan tâm việc có lợi hại với chúng sanh là hại nhưng không có gì hại lớn thì cũng không cần quan tâm Nếu như có tổn hại lớn Vậy thì phải dùng trí huệ để xử lý Không được phép xử lý theo cảm tính Có người lừa gạt chúng ta Tôi đã từng gặp qua Trước đây Pháp Sư Đạo An gặp rất nhiều là việc gì lừa tiền pháp sư đạo an thường hay bị người gạt thầy là người rất hay thầy không phải không biết không biết thì đó là khờ khạo rồi thầy biết người ta gạt thầy có đưa cho họ không vẫn cứ đưa điểm này là rất hay biết bạn đến gạt tôi tôi vẫn đưa cho bạn đây là phương pháp độ chúng sanh sau khi gạt lâu rồi họ nếu như một ngày nào đó biết được rồi hóa ra lão hòa thượng mỗi lần đều biết họ liền sanh tâm hổ thẹn liền quay đầu thôi lão hòa thượng không khờ giải Chúng ta gặp phải những việc này Nếu như không có trí huệ độ lượng đó Của Pháp Sư Đạo An Thì còn có một phương pháp khác là kiểm chứng Đi điều tra thử Có phải sự thật như vậy không? Nếu như họ thực sự cần có mà cách thức họ dùng là không chính đáng chúng ta vẫn phải giúp đỡ họ nếu như họ đem số tiền lừa gạt này đi ăn uống hưởng thụ làm những việc không chính đáng chúng ta có thể không đưa cho họ đây cũng là một phương pháp xử lý người ở trong mỗi niệm phải nghĩ hướng về chỗ thiện niệm niệm nghĩ đến chỗ tốt của người mỗi người đều có ưu điểm đều có chỗ tốt cũng đều có khuyết điểm cũng đều có lỗi lầm gọi là người không phải thánh hiền ai mà không có lỗi phải tha thứ lỗi lầm của người Tán tháng ưu điểm chỗ tốt của người khác Bồi dưỡng đạo tâm của mình Thực sự có đạo tâm Chắc chắn không có tai nạn Chắc chắn có Phật Bồ Tát hộ niệm Chắc chắn có thần hộ Pháp phù hộ Người cùng tâm ấy, tâm cùng lý ấy Chúng ta gặp được người thiện Chúng ta đều phải tận lực đi bảo vệ họ Đi che chở họ Thiện sẽ tương ứng với thiện Bạn mà tâm bất thiện Hạnh bất thiện Thì chư Phật Bồ Tát thiện thần Rời xa rồi Yêu ma quỷ quái Liền dây quanh bạn Ở trong cảm ứng thiên này Nói rất nhiều Nói rất tương tận Bạn sẽ thường xuyên gặp tai nạn Bạn sẽ thường xuyên gặp chuyện bất như ý chúng ta ngày nay ở trong hoàn cảnh này tôi đã từng nói qua với các vị nhiều lần cái hoàn cảnh tu học này là ngàn năm khó gặp không phải dễ dàng gì mà gặp được ở nơi đây chân thật có hộ pháp chăm sóc còn chu đáo hơn cha mẹ Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Ông ở đây chăm sóc chúng ta Ông mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ đồng hồ Thường hay cả ngày quên ăn cơm Người như vậy đến hộ trì chúng ta Nếu chúng ta không dụng công, không quyết tâm cố gắng Làm sao xứng đáng với người ta chứ sáng hôm qua buổi sáng ông đến cư sĩ lâm đã xảy ra tai nạn xe xe không biết đụng vào chỗ nào vỏ xe bị thủng ông suốt hai giờ đồng hồ hoàn toàn quên hết mọi thứ cái gì cũng không biết ông lại có thể lái xe đến cư sĩ lâm Người ta nhìn thấy xe tình trạng như vậy Đến xem ông có bị thương hay không Mở cửa xe ra Ông bước xuống không sao cả Ông cái gì cũng không biết Hứa thanh tiêu và một số người Dìu ông lên lầu 2 Cho ông uống nước Ăn một chút cháo Sau hơn một giờ đồng hồ Ông mới hồi phục tri giác Thật là quá vất vả, quá mệt nhọc Từ sáng đến tối Đều là mong muốn làm sao giữ gìn đạo tràng cho tốt Làm thế nào để chăm sóc mọi người cho tốt Lý Văn Hoa hôm nay có ở đây không? Lý Văn Hoa có ở đây không? Bảo anh ấy điện thoại cho hội trưởng Nói tôi hôm nay đi Hồng Kông xin ông không nên ra sân bay đưa tiễn tôi để ông nghỉ ngơi nhiều một chút sau này tôi đến hay đi đều không mong ông đến đón tiếp tiễn đưa nữa không có cần thiết quá vất vả rồi mong ông nghỉ ngơi nhiều một chút ông ngủ không đủ giấc thường hay quên ăn cơm như vậy không được ông nói có một hôm nửa đêm tỉnh dậy thấy bụng đói suy nghĩ gì sao lại đói thì ra cả ngày chưa ăn cơm đại bồ tát ở nơi đây hộ trì chúng ta toàn tâm toàn lực chăm sóc đi khắp thế giới tôi thấy không thể tìm ra người thứ hai rồi chúng ta có người như vậy ở bên cạnh chăm sóc chúng ta bản thân chúng ta không chăm chỉ không nỗ lực đó chính là nghiệp tội nếu như bạn là khởi vọng tưởng nghiệp tội đó sẽ càng nặng cái ân đức này còn hơn cả cha mẹ Chúng ta đi dán chữ lưu niệm Của Pháp Lão Khắp nơi là tri ân báo ân Phải thường xuyên nghĩ đến Làm sao để báo ân Cần mẫn nỗ lực dụng công Thành tựu đức hạnh học vấn của mình Tương lai gánh giác sứ mệnh hoàng pháp lợi sanh tiếp nối huệ mạng Phật Vậy mới có thể chân thật báo ân Ngày nay chăm sóc chúng ta không phải là người thông thường Nếu không thể thuận theo giáo giới của Phật Là có lỗi với hội trưởng lý Nhất định phải dứt bỏ thành kiến của chính mình Từ bỏ tập khí phiền não của mình Thuận theo lời dạy của Phật Cho nên cái nhân duyên này Vô cùng hy hữu Trước đây các vị có rất nhiều đồng tu đều biết hàng quán trưởng chăm sóc cho tôi so sánh với lý mộc nguyên thì kém rất xa lý mộc nguyên là ngay cả nhà của mình cũng không quan tâm mạng sống còn không quan tâm bạn đi đâu để tìm ra thiện tri thức như vậy tôi nhìn thấy ông hộ trì như vậy cho nên tôi quyết định không rời khỏi singapore tôi mà rời khỏi singapore thì tôi có lỗi với ông úc châu ở bên đó tôi đã nói với ông rồi tôi giúp đỡ úc châu đoàn kết tôn giáo hòa hợp chủng tộc nếu như là loại sự việc này họ mời tôi tôi sẽ đi tham gia Không phải cái sự việc này tôi không đi Úc Châu mở Phật thất Thì chỗ sư ngộ hạnh họ làm là được rồi Tôi muốn đem toàn bộ thời gian Để ở nơi này Phối hợp với hội trưởng lý ở nơi này dù có kiếp nạn tôi cũng sẽ không rời đi tôi cũng sẽ không tìm một nơi để tránh nạn đâu có loại đạo lý này chứ con người phải có đạo nghĩa quyết định không thể có tự tư tự lợi tự tư tự lợi là gốc rễ của hết thảy tội nghiệp cần phải nhổ trừ tận gốc chúng ta mới có thể tiêu nghiệp chướng mới có thể hóa giải tai nạn Hôm nay Chúng tôi 9 giờ rưỡi Là phải ra sân bay Sáng hôm nay Giảng kinh ngưng một buổi Kinh hoa nghiêm ngày mai giảng như thường lệ Đồng tu các bạn xem ở trên mạng Kinh hoa nghiêm tôi ở Hồng Kông Cũng sẽ giảng như thường lệ Buổi tối ở Hồng Kông dẫn đến 53 tham Cũng có truyền qua đường Internet Các bạn cũng có thể thu xem được Đồng học Xin chào mọi người Chúng ta xem tiếp theo Cảm ứng thiên Đoạn thứ 27 Chẳng phô bày sự kém cỏi của kẻ khác Chẳng khoe khoang cái hay của chính mình Hai câu nói này Xem ra rất bình thường Nhưng có quan hệ rất lớn Đối với người chân thật tu hành Tiểu chú vừa mở đầu đã nói rất hay nghe nhược điểm của người khác như nghe tên của cha mẹ mình tai có thể nghe nhưng miệng thì không nên nói lời nói này là vào xã hội thời xưa hiện nay chúng ta rất khó thể hội rồi vào thời xưa có thể nói là trung quốc từ triều hán về sau mãi cho đến triều thanh trước sau duy trì lễ chế cái gọi là dùng lễ trị thiên hạ ý nghĩa của câu nói này là rất sâu vào thời xa xưa khi gọi tên là có quan hệ vô cùng thân thiết mới được gọi bằng tên thông thường tên của một người ở trong cả một đời chỉ có hai người được phép gọi một người là cha mẹ một người là thầy là có thể gọi tên của bạn lễ xưa con trai hai mươi tuổi trưởng thành hành quan lễ quan lễ chính là nghi thức đội mũ hai mươi tuổi thì thanh niên rồi mới được đội mũ biểu thị họ đã trưởng thành bắt đầu từ ngày này trở đi anh em bạn bè bạn học cùng trang lứa với họ mọi người cùng nhau chúc mừng cho họ đồng thời tặng cho họ một cái tên tự cho nên có danh có tự tên chính danh không được gọi mà gọi tên tự đây là tôn kính đối với họ cho nên sau khi thành niên người có thể gọi tên chính danh của họ chỉ có cha mẹ chỉ có thầy cho dù là làm quan ở triều đình hoàng đế đối với họ cũng gọi bằng tên tự chứ không gọi tên chính danh là tôn kính đối với họ nếu như hoàng đế gọi chính danh của họ mà không gọi tên tự của họ thì người này đã có tội rồi không đối xử bạn giống như người hay nói cách khác bạn là đang đợi xử tội một người thông thường mà tên chính danh của họ không phải một ai cũng có thể tùy tiện gọi được huống hồ con cái đối với tên của cha mẹ không dám gọi người khác gọi tên cha mẹ của họ họ có thể nghe họ dứt khoát không thể gọi ở chỗ này nói bất chương nhân đoản dùng cái thí dụ này cái ý nghĩa này rất là sâu xa khi nghe thấy người khác nói đúng sai nói hay dở thì cũng giống như nghe người ta nói tên của cha mẹ bạn vậy Bạn chỉ có thể nghe Bạn không thể nói Nói ra thì đó là đại bất kính đối với cha mẹ Đó là đại bất hiếu Chú giải dùng cái thí dụ này Thí dụ rất hay Nhưng mà hiện nay không có người học lễ cũng không có người giảng lễ đọc đến câu này người hiện nay hiểu được thì không nhiều cũng không có cách gì thể hội được thậm chí là cái ý nghĩa này Rốt cuộc Rộng cỡ nào Người hiện nay cũng không thể tưởng tượng được Vào thời xưa Đối với việc xưng hô vô cùng xem trọng Dứt khóa không được lộn xộn Đây là nền tảng của giáo dục luân lý nhưng ở người phương tây thì không có ngay cả cái khái niệm về việc này cũng không có người phương tây con cái tùy tiện gọi tên của cha mẹ điều này ở trong xã hội xưa của trung quốc đều không nhìn thấy vào thời xưa sự tôn kính đối với một người như vừa mới nói là gọi tên tự Đây là bình thường Nếu như họ có đạo đức Họ có học thức Có cống hiến đối với quốc gia xã hội Thì mọi người cũng không gọi tên tự của họ nữa Mà đặt cho họ Một cái danh hiệu khác Gọi là hiểu Đây là đối với họ càng tôn kính hơn Còn tôn kính đến cùng cực thì ngay cả cái hiệu cũng không gọi nữa gọi bằng gì gọi bằng địa danh nơi họ ở như lý hồng chương hồng chương là tên chính danh của ông ông làm được đến tể tướng được đại chúng xã hội tôn kính người ta ngay cả tên tự hiệu của ông đều không gọi mà gọi ông là lý hợp phì ông là người hợp phì Gọi địa danh nơi ông ở Cái này không những tôn kính đối với ông Mà còn tôn kính đối với quê hương của ông Hợp phì đã sinh ra được một nhân vật lớn như vậy Là sự dinh dự của toàn bộ người hợp phì Nên xưng gọi là có cái ý này Người xuất gia Thông thường xã hội cũng là dùng phương pháp này để xưng hô Triều tùy coi đại sư trí giả trí giả đã đối với ngài rất tôn kính rồi pháp danh của ngài là trí khải nhưng không gọi là trí khải mà gọi là trí giả đây là rất tôn kính nhưng hết sức tôn kính thì ngay cả cái tên này cũng không gọi mà gọi là đại sư thiên thai vì ngài trụ tại núi thiên thai nên gọi là đại sư thiên thai rất mực tôn kính là gọi bằng địa danh nơi họ ở Nơi họ sinh ra và lớn lên Hoặc giả là nơi họ thường sinh sống Chúng ta trong sách cổ thấy quá nhiều quá nhiều Phàm là loại xưng hô này Đều là được người thông thường trong xã hội Đương thời phổ biến Kính ngưỡng nêu cái thí dụ này tiến thêm một bước nữa không những miệng không được phép nói nhĩ diệt bất khả đắc văn tặc cánh thượng giả trên một bậc nữa không những là nghe xong không được nói tốt nhất nghe cũng không nên nghe điểm này rất quan trọng chúng ta tu hành điều quan trọng nhất là tu cái gì tâm thanh tịnh phật pháp quy kết đến cuối cùng là có ba môn giác chánh tịnh giác môn là tánh tông tu là thiền tông tu phải là người thượng thượng căn mới đắc lực không phải là người thượng thượng căn thì không thể vào cửa nếu nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì người căn tánh trung hạ cả đời không làm được cho nên đi cửa giác tất nhiên là nhanh Nhưng nhất định chỉ dành cho số ít người Ở trong lịch sử Trung Quốc Thiền Tông dưới hội của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Người được độ nhiều nhất Cũng chỉ có 43 người Các vị thử nghĩ Số người tiếp nhận qua sự giáo huấn của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Là bao nhiêu? Chúng ta tính sơ lược một chút Mấy chục vạn người chắc chắn là có Trong mấy chục vạn người Chỉ có 43 người khai ngộ Là thiểu số Nếu không phải thượng thượng căn Thì chắc chắn không làm được rồi Từ lục tổ trở về trước Từ khi tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc Mỗi đời chỉ đưa một người Cho nên là đơn truyền Lục tổ trở về sau Những tổ sư Đại Đức này Dưới hội được khai quệ Thì ba người, năm người Từ trước đến nay cũng chưa có vượt qua Được mười người Chưa từng có Được năm ba người là rất nhiều cho nên cửa giác tuy là hay Nhưng rất khó đi Chánh môn cũng không dễ dàng Cửa chánh là nghiên cứu giáo lý Tiệm tu Cửa giác là đốn tu Đốn siêu Ngoài thiền tông ra Đều là thuộc về Giáo hạ như thiên thai Hiền thủ Tam luận Pháp tướng duy thức Đều là thuộc về giáo hạ Điển tịch Thì quá nhiều rồi Là giống như đi học vậy Tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh Dần dần từ từ nâng cao lên người căn tánh trung hạ đi con đường này là thuận tiện nhưng mà hao tốn thời gian quá nhiều thời gian dài rồi thì chướng ngại tương đối sẽ nhiều chướng ngại về mặt nhân sự chướng ngại về mặt hoàn cảnh luôn là điều không thể tránh khỏi cho nên tiếng thì ít thoái thì nhiều thành tựu cũng tương đối gian nan chúng ta ở trong truyện sử đều xem thấy không có bền chí không có nghị lực Không thể chân thật hành công phu khắc kỹ Thì đều không thể thành tựu Cho nên con đường giáo hạ vô cùng xa xôi Cũng không phải dễ học Cái thứ ba là tịnh môn Tịnh là tu tâm thanh tịnh Từ cái cửa này ở trong Phật Pháp Đại Thừa có hai tông phái Tông tịnh độ thì đi cửa này Mật tông cũng đi cửa này Đều là tu tâm thanh tịnh Người tu tâm thanh tịnh Nếu như thường xuyên sang tạp chuyện đúng sai hay dở thì tâm của bạn làm sao có thể được thanh tịnh chứ thường xuyên nghe lời thị phi thường xuyên nói lời thị phi thì khẩu nghiệp tạo rất nặng không những tâm không thanh tịnh tương lai tạo quả báo cũng rất khó tưởng tượng ở trên kinh phật nói địa ngục kéo lưỡi địa ngục kéo lưỡi là quả báo của khẩu nghiệp nghiệp mà bạn đã tạo đối với người khác đối với xã hội nếu dư có tổn hại lớn Thì không chỉ địa ngục kéo lưỡi Mà có thể từ địa ngục kéo lưỡi Sẽ chuyển đến địa ngục vô gián rồi Ở trên kinh phát khởi Bồ Tát Thu Thắng Chí Nhạo có nói Vừa mở đầu liền nói rõ ràng bộ kinh này tông chỉ thật sự của nó ở chỗ nào vậy là dạy một người tu hành tin sâu nhân quả đoạn ác tu thiện đặc biệt là khẩu nghiệp có thể biết thường xuyên gìn giữ tâm thanh tịnh của mình giữ vững sự thành thật của mình người này cho dù đạo nghiệp không thể thành tựu thì cũng là người thiện của trời người Thiện mà nhà Phật nói Cổ nhân có tổng kết Một đời Giáo Pháp Phật Đà Cái lý mà Phật Bồ Tát nói Không gì ngoài tâm tánh Nói ra những sự tướng Không gì ngoài nhân quả nhân quả nếu như hoàn toàn tương ưng với tâm tánh đây là đại thiện đó là sự hành trì của phật bồ tát chúng ta học phật quý ở chỗ có thể nắm bắt được cương lĩnh chúng ta tu học sẽ không cảm thấy khó khăn sau khi hiểu rõ nhân quả rồi bạn sẽ khẳng định gieo nhân thiện được quả thiện chúng ta mong cầu quả thiện vậy tại vì sao không đi gieo nhân thiện Tôi đời này biết giữ trò đối với điểm này Người khác nói thị phi tôi lập tức tránh xa Tôi nghe cũng không muốn nghe Nghe xong tâm địa bị ô nhiễm rồi Người khác có phá hoại tôi Có nói thị phi về tôi Có đồng tu Cầm đến những băng ghi âm này Hoặc là ghi chép lại những lời nói này Cầm đến đưa tôi xem Tôi hoàn toàn không xem Băng ghi âm Thì đem nó đi xóa ghi lại những thứ khác Những phần ghi chép Thì nhứt nó vào sọt rác Không muốn lưu lại trong A Lại Gia Thức Những chủng tử này Đây là chủng tử không tốt Người khác đặt điều xin sự phỉ bán Là oan gia Oan gia nên giải không nên kết Cứ để họ đi tạo tác Chúng ta không nên nghe Chúng ta chỉ nhớ ưu điểm của người khác Không nên nhớ khuyết điểm của người chỉ nghe thiện hạnh Vì tốt của người khác Không nghe ác ngôn Ác hạnh của người Đây không chỉ là tu tâm thanh tịnh Cũng là tu sự thành thật của mình Người ở trong một đời Thường xuyên giữ gìn thanh tịnh Giữ gìn thành thật Mặc dù đời sống vật chất của bạn Thiếu thốn đi nữa vất giả đi nữa Nhưng đời sống tinh thần Phong phú Sẽ sống rất vui vẻ Lý đắc tâm an Đạo lý hiểu rõ rồi Thì tâm liền an Đặc biệt là Bạn đã được nghe Phật Pháp phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Vì bạn thử nghĩ Thế giới Tây Phương cực lạc Là các bậc thượng thiện Đều hội về một nơi tâm hạnh của chúng ta bất thiện Làm sao có thể đi được chứ A-di-đà Phật tuy từ bi đến tiếp dẫn Tiếp dẫn vẫn là có điều kiện Bản thân bạn tâm hạnh bất thiện Bạn niệm Phật niệm cần mẫn đi nữa Tâm nguyện của bạn khẩn thiết đi nữa Mà không tương ưng với hoàn cảnh lớn Của thế giới Tây Phương cực lạc a di đà Phật tiếp dẫn bạn đến đó rồi Bạn hằng ngày cãi nhau với người khác hàng ngày sanh thị phi với người ta Bạn làm náo loạn thế giới cực lạc rồi Tình cảm của bạn dù đối với a di Đà Phật sâu dày đi nữa a di Đà Phật cũng sẽ không vì bạn mà khiến thế giới cực lạc bị quỷ hoại Cho nên Muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Điều kiện của bản thân là Thiện tâm, thiện hạnh Khổng phu tử dạy chúng ta chỉ ư chí thiện Vậy mới có điều kiện Các bậc thượng thiện đều hội về một chỗ Với thế giới Tây Phương cực lạc Tôi thường nói Một mảy may ác ý Cũng không được phép có có một mảy may ác ý ác niệm là không thể giảng sanh. Không nên cho rằng pháp môn này không linh. Tôi tu cả một đời niệm Phật cả một đời. Hàng ngày lại Phật hàng ngày niệm Phật. Đến lúc lâm chung thì vẫn là không thể giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật là lừa người rồi. Thật ra Phật không hề lừa dối bạn. Mà chính bạn đã hiểu sai ý nghĩa Thật sự mong cầu thế giới Tây Phương cực lạc Thì mấy mây ác ý cũng không được phép có Hai câu nói này là quan trọng Tuyệt đối không được phép nói khuyết điểm của người khác Tốt nhất nghe cũng không nên nghe một câu phía dưới bớt huyển kỹ trường mình có sở trường có ưu điểm không nên khoe khoang không nên khoa trương sẽ không có lợi ích các vị đồng học hôm qua chúng ta học đến cảm ứng thiên đoạn thứ 27 Bất chương nhân đoạn Bất quyển kỹ trường Hai câu nói này Là sự chỉ dạy quý báu nhất Vì việc làm người xử thế đối với chúng ta mỗi người sống ở thế gian đều có công việc bổn phận của riêng họ công việc bổn phận làm tốt rồi đã là bổn phận thì bạn cần phải làm tốt thì có gì đáng để kiêu ngạo cho nên không có lý do để khoe khoang sở trường của mình làm không tốt là lỗi lầm cho nên làm tốt là bổn phận làm không tốt chính là lỗi lầm chính là tội nghiệp tạo tác tội nghiệp dễ dàng nhất thường thường nghiêm trọng nhất là khẩu nghiệp đặt điều sinh sự khơi chuyện thị phi các vị đều biết hiện nay cái thế gian này có tai nạn lớn hôm qua đồng tu úc châu và đồng tu ở mỹ điện thoại đến cho tôi hỏi tôi Ngày 18 tháng 8 tới phải làm thế nào? Bạn nói xem phải làm thế nào đây. Đến đâu để tránh nạn chứ? Ngạn ngữ thường nói, chạy trời cũng không khỏi nắng. Bạn trốn ở đâu được chứ? Ngày nay điều quan trọng nhất Người thông minh nhất Là làm thế nào có thể hóa giải Cái kiếp nạn này Chứ không phải trốn tránh Kiếp nạn từ đâu bà ra Từ trong tâm biến hiện ra Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tướng Tông nói chư Pháp sở sanh Duy tâm sở hiện Nguồn gốc Của nghiệp chướng Là khởi tâm động niệm của mình Hóa giải vẫn là khởi tâm động niệm cái hóa giải này không phải nhất thời không phải một lần lần này kiếp nạn đến rồi chúng ta nhanh chóng đoạn ác tu thiện kiếp nạn không còn nữa lại tạo ác nghiệp tiếp loại tâm thái này là vô phương tránh khỏi tai nạn ác nghiệp ác niệm là đoạn mãi mãi thì kiếp nạn mới thực sự hóa giải chúng ta lợi dụng cái cơ hội này cái cơ hội này là cơ hội tốt cho tu hành thời tiết nhân duyên không được chậm trễ chúng ta phải ở trong thời gian ngắn nhất đem cảnh giới của mình nâng cao lên nâng lên đến cảnh giới của phật bồ tát cái kiếp nạn này liền không còn nữa cái kiếp nạn này liền hóa giải không chịu nâng cao lên hoặc giả là tôi nâng lên một chút kiếp nạn qua rồi tôi lại đi xuống thế là xong rồi